Đây là trận đấu thứ tư của trận lô đài đôi, lô đài Mikati kỳ 106 giữa đôi Sơn Sơn Oanh và Tùng Giang. Thì tỷ số tạm thời đang là 2-1 sau 3 set đầu cho đôi Sơn Oanh. Đây là set 4. Oanh giao bóng 0-1. Rồi, đâu cần phải đánh banh nó. Một ba. Một bốn. Bốn hai. Sáu bốn, đôi Tùng Giang giao bóng. Bảy bốn. Hay lắm, Giang đã xử lý một pha bóng rất là tỉnh trong pha bóng vừa rồi. Vậy tỷ số bây giờ là 8-4, set thứ tư. Betty nó nghiêm túc luôn. giống người đánh mình đầu. Đúng rồi. Ồ, rất hay. 10 năm. Sao biết vậy Tùng ơi? Hay lắm rồi. Đúng rồi đó. 11 năm. Như vậy sau 4 set đấu hai bên đã cân bằng nhau tỷ số 2-2. Chúng ta chờ đón set đấu thứ 5.